hôm nay mình sẽ độ một cái bo các bạn ha. Thì hiện tại là cái bo này nó đang bị chích khiển này đó. Thì hiện tại giờ mình tìm chưa được có cái bo này các bạn, nên chắc cần gấp quá mình sẽ lấy một cái bo này ha, nó ít chức năng hơn. Giờ mình sẽ độ bo này sang bo này ha. Đó thì mình sẽ xài lại hai cái lá đảo thôi, mình chỉ là lá đảo chính là phụ thôi, còn lá đảo qua lại thì mình không có xài ha. Đó thì cái bo này thì nó cũng tương đối là khá giống các bạn, thì mình sẽ độ qua thì nó sẽ dễ hơn. Đó thì hai con mắt này mình thấy nó cũng cái ngàm nó cũng vô nó cũng gần giống ha. Đó thôi giờ mình sẽ sàn cái đường dây này qua đây luôn để cho nó khi mà khách thợ gắn vô cái dàn áo thì nó sẽ vừa các bạn ha, để công gắn này lên nó bị cấn thì sẽ mất không. Mình thấy nó cũng bằng nhau đó, nhưng mà con mắt này là vị trí dưới nè, con mắt này nằm vị trí trên, có thể là khi mình điều khiển thì nó sẽ không được nhảy ha. Đó rồi giờ mình sẽ sàn này qua đây ha. Cái bo này là bo mình đang chạy ha. Đó. Bây giờ mình sẽ hút cái giác này hết. Thì đầu tiên thì các bạn muốn sàn qua thì các bạn làm dấu các bạn ha. Nếu mà đường dây mình nó trùng thì thôi, còn nếu nó không trùng thì mình phải đo lại các bạn. Thì nãy mình cũng có đã đo rồi ha. Đo rồi thì mình sẽ xác định nè. Thì nhất là cái nguồn 5V ha. 5V từ cái chân tụ nè. Cái chân tụ này thì nó vô chân số 3 đi, 1 2 3 nè. Đó, thì bên đây nó cũng giống nhau ha. Chân mắt nó cũng vô chân mắt thì số 3 nè. Nãy mình đo chân mắt chân số 3 nè. Thì nó sẽ thông nhau, số 3 này cũng thông nhau số 3. Đó thì chân dư 5V thì vô chân số 1 đi. Thì đây mình dư 5V cũng vô chân số 1, nó trùng nhau á thì nó mới hoạt động được các bạn ha. Đó. Giờ mình xúc cái này ra. Tìm miếng chì luôn ha. Rồi mình cũng rút được ra các bạn ha. Tại cái này cái ngàm của nó thì nó khi mà nó nhấn vô các bạn nó nở ra thì nó hơi cứng ha. Chì thì mình đã hút xong rồi đó nhưng mà nó cũng vẫn còn hơi cứng. Đó. Thì bây giờ mình gắn lại cái vị trí hồi nãy ha. Rồi, ok các bạn ha. Đó. Để mình kiểm tra sơ qua cái này ha. Ở đây là 5V nè. 5V thì nó lên trên đây. Đó. Ok các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ hàn lại các bạn. Đó. Thì mình sẽ hàn những cái chân nào mà nó có các bạn ha. Thì trong cái giắc này thì có những chân thì nó có, những chân thì nó không các bạn. Đó. Thì mình sẽ chấm vào hết. Thì cái giắc mặt đèn này các bạn thì nó nhiều hơn cái giắc cũ của mình, nó là nó hai sợi ha. Đó. Nhưng mà nó cũng trùng trên một cái giắc luôn. Nên nó cũng hoạt động giống nhau thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào coi ha. Đó. Mình sẽ đo xem thử nó có 5V lên trên phần mắt chưa các bạn ha. Nếu mà có đúng 5V lên mắt thì ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kẹp nguồn vào các bạn ha. Đó, đây là chân mắt này ha. Đây là chân L. Rồi giờ mình sẽ cấp nguồn vô mình xem thử đèn nó có lên không ha. Mà lên đèn được là ok. Có gì? Cái gì?
cái gì. Rồi, bây giờ mình sẽ găm găm chua vô các bạn ha. Đâu để chứ. Đi lấy gì không? Mình đang thì nó có cái hè không ta? Đó. À, khi mình nhắn cái kiếm trên đây thì đèn nó có cái đèn gì? Nó đã có đèn. Sao vậy? Nó thèm nước ngứa gì sao vậy? Đó, có đèn ok ha. Tắt mở được. Đó. Cái đèn ở dưới đang báo dòng các bạn, tại vì mình chưa có cắm phần cái mặt dòng vô thì nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Đó. Bây giờ mình chỉ cần mình thử cái report nữa là nếu mà ok nữa là được không ha. Nó chỉ cần đèn báo nguồn với remote ha để mình lắp pin vào. Rồi ok các bạn ha, thì mình cũng đã thử bên phần mắt nhận cũng đã ok rồi. Thì giờ mình sẽ gắp cho hoàn chỉnh lại rồi mình sẽ test thử quạt nó có chạy không các bạn ha. Đó, nếu mà quạt chạy được nữa là ok. Rồi thì giờ mình sẽ kết nối xong các bạn ha. Thì giờ mình bấm cho nó chạy rồi để xem thử quạt nó có chạy được ha. Rồi mắt đã nhận ok các bạn ha. Đó. Thì đèn ở dưới hết chớp đây, mình đã gắn cái dòng như hết rồi, cầm biến rồi thì nó hết chớp các bạn ha. Đó, thì giờ quạt đã quay được ok các bạn ha. Rồi, thì cái bo hôm nay mình chỉ là thay thế là từ cái bo nó sẽ có hai cái lá đảo ha. Còn cái bo bên kia này thấy ba lá đảo thì mình sẽ xài vô nhau. Thứ hai nó con mắt nó không trùng nhau thì mình sẽ dời vị trí của mắt qua luôn các bạn ha. Thì mình kẹp cái đường dây nguồn L xem thử nó có nguồn có đá ra chưa các bạn ha. Nó khi banana này khi mà hoạt động mình chỉ cần cắm nguồn lên cái là nó đá ra đây cạch cái đuôi rồi. Rồi mình cũng đã thấy đèn nó phát ra các bạn ha, sáng sáng lên cũng như là nguồn đã cắp cái đuôi nó thì ok các bạn ha. Này chỉ cần mình kết nối với bộ đuôi nữa thì chạy thôi. Đó. Rồi, video mình cái này kết thúc các bạn ha. Nếu có clip nào hay thì mình sẽ làm cho các bạn xem ha.